xin chào cả bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft mini game. Và đây là Noob, bên cạnh mình là Pixel Gamer. Xin chào. Trời ơi, ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game. Trời ơi, mình dám hứa với các bạn luôn. Mọi mini game lần trước mình không dám hứa, nhưng mà ngày hôm nay, trời ơi, một mini game hoàn toàn mới và rất, các bạn nhìn thấy không, đẹp không? Ôi, nhìn đã thấy đã đẹp rồi. Ôi, mini game ngày hôm nay cũng dự định là sẽ rất là vui nhộn đây. Đấy, và cuộc đối đầu lại giữa hai người và mình và Pixel. À, theo mình tìm hiểu được hình như là cái mini game này ở trong đó thì có 5 phần chơi khác nhau. Thế nên là ai thắng 3 phần chơi là người đó chiến thắng rồi, chắc chắn rồi. À, và chúng ta sẽ chơi trò đầu tiên đi, trò gì đây, rabbit hunt đi, săn thỏ. Ồ, vậy hả? Rồi chúng ta sẽ vào cuộc từ nhà ở đây như là có cài đặt này, chúng ta sẽ cài đặt mình sẽ cài đặt hẳn 5 phút đi. Cộng 5 phút, à không, giảm xuống 5 phút. Trong 5 phút này thì nhiệm vụ của mình và Pixel, hai người đối đầu với nhau là ai bắt được nhiều thỏ hơn về chuồng đúng với màu sắc và được cộng điểm nhiều nhất thì là người chiến thắng. Đó, đơn giản vậy thôi. Ngày hôm nay là 1-2-3. Ôi, 1-2-3. Chắc vào trong game chắc phải nhiều hơn đấy. Rồi, ok, chúng ta start luôn. Các bạn thấy không? Rất là nhiều thỏ, nhiều màu đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Yo, bắt. Rồi, con thỏ này màu gì đấy? Wow, phải màu này không ta? Rồi, đây, bên này. Rồi, mình sẽ bắt vào, thả vào lồng. Ui, Pixel đã được một con rồi kìa. No. Rồi, ok. Cái này rất là khó bạn ơi. Rồi, con này. Rồi, bắt luôn. Ui, sao chạy nhanh vậy? Ui, nhanh vậy. Rồi, bắt luôn. Đâu rồi con này? Mấy con này mình sẽ... Ôi dồi. Bên này. Các bạn thấy không? Mấy con thỏ chạy rất là nhanh. Đòi hỏi chúng ta phải nhanh tay nữa. Bên nào? Đây. Nhanh tay, nhanh mắt nữa. À đây không phải thôi. Đây không phải. Phải màu bên kia, màu bên kia mới phải này. Mình sẽ bắt, mình được 4 điểm rồi. Cố lên. Mày chạy rồi. Đâu? Rồi. Ôi. Nghe kiểu Pixel bắt thỏ mà như kiểu là quánh võ nhở. Mày à. Ui. Trời ơi. Nghe kiểu bắt thỏ mà như quánh võ ấy. Ngày hôm nay chúng ta chơi mấy game nhẹ nhàng thôi chứ không phải là PVP hay gì cả. Thường thì con này ở bên kia. Rồi các bạn thấy không? Thỏ dẫy trên tay mình luôn kìa. Ui, quên mất. Rồi, thỏ vàng. Con thỏ gì đấy? Ồ, lại thỏ hồng bên kia. Phải không ta? Rồi. Bắt. Con tím. Sao bên này? Nói chung là mình nếu các bạn mà bỏ cái thời gian ra đi nhìn màu của chúng nó nữa thì thực sự là rất mất thời gian. Rồi. Thỏ bên này. Bên kia. Nhìn màu để bắt nữa thật sự là rất là lâu. Rồi, chúng ta còn 3 phút nữa cơ. Bắt. Rồi, con này. Quay. À đây này rồi. Ngày hôm nay chúng ta chơi mấy game nhẹ nhàng thôi. Lại con tím bắt con xanh. Ơi. Đó các bạn. Nói chung là bắt được mấy con ở gần là rất là tốt. Bên này con tím ở đây. Bên này. Ô, mấy con xanh này. Rồi, mấy con xanh vừa nấp ở đây rồi. À, chạy đâu. Rồi. Ồ, trình độ. Mình đang hiện tại hình như đang gấp đôi số điểm với Pixel phải. À đâu? 69. Rồi. Sang đây. Let's go. Rồi, đó các bạn thấy không? Ôi. Xanh. À đây. Trời, nó chạy tùm lum luôn. Yes. Rồi, phần thì bắt thỏ của chúng ta. Sao bên này? Yes. À đâu? Bên kia. Rồi bạn thấy không? Mấy cái màu này nó giống nhau quá. Dạ. Rồi. Rồi bắt mấy con cam đi. Mấy con cam này là ui, con cam toàn ở bên kia thôi chứ. Sao mấy con cam nó không đứng? À kia có mấy con kìa. Rồi, chạy đâu? Mấy con cam. Trời ơi. Mình có thể vứt được thỏ mà. Rồi, màu vàng này. Ủa, màu vàng bên kia, thôi kệ đi. Mình không vứt đâu. Mình tính mình là bắt được con nào là phải cho nó vào chuồng con đấy, chứ không thích là vứt. Thế nên là phải bắt. À, con vàng. Yes. Rồi, chúng ta sẽ bắt tiếp đến con xanh. Ô, mấy con xanh này đứng gần đây quá. Ôi. Bình tĩnh thôi. Rồi, đâu con cam. À bên kia. Rồi mình 25 rồi. Chúng ta còn 2 phút nữa thôi. Cố lên nào. Ôi, tỷ số đang nghiêng về Noob. Các bạn yên tâm đi. Yes. Bắt. Con vàng. À đây rồi. Rồi. Chúng ta bắt. Trời ơi, nhầm màu con cam kia. Ui. Có con thỏ vàng này. Hình như con này x2 điểm này. Ui. Thôi con này. Ui.
con này vì sao mình không bắt được rồi. Rồi chúng ta có 3 poi luôn. Yes. Các bạn thấy không? Bắt được cái con thỏ màu vàng ấy, thỏ gôn đấy là mình sẽ được 3 poi liền. Lên một lúc luôn. Trời ơi, sướng quá, bị líu lưỡi. Bị líu lưỡi luôn. Rồi mình sẽ ra chỗ con cam nhá. Rồi. Ê, bên kia có con vàng kìa. Wow. Chạy đâu em ơi, chạy đâu. Đừng có chạy. Rồi. Yes, golden rabbit. Nói chung là con thỏ vàng này mình thả ở bất kỳ đâu cũng được. Ơi, nó toàn muốn lao vào mình như này. Wow. Trời ơi, mình 39 điểm luôn kìa. Ơi, thỏ hồng. Yellow, vàng. Thỏ hồng là bên nào ta? À đây. Ôi, con vàng kìa, con vàng đang ở bên pixel kìa. Ok, chạy sao vậy? Ui. Kìa. Bắt. Rồi. Yes. Wow. Đó, thỏ vàng xuất hiện là cứ đi bắt vào. Ơi, bên kia có kìa. Thằng ta. Mắt mình bị hoa. Đi đâu con nào cũng màu vàng. Ui. Ô, con hồng. Đấy, dính ngay con xanh. Dạ, dạ. Rồi. À, đây con này con tím. Thỏ vàng ít xuất hiện thế nhỉ? Đâu? 525. Tím này. 45 rồi. Rồi ơi, còn 10 phút nữa thôi. À, 10 giây nữa thôi. 10 giây nữa thôi. 5. Ôi. Mình có ghi được nốt điểm này không? 4, 3, 2, 1. No. Trời ơi. Nhưng mà mình đã win. Mình với tỷ số đó là 46 điểm. Pixel được mấy? Pixel chắc được khoảng 30 ấy. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong mini game đầu tiên. Phần chơi đầu tiên đó là Rabbit Hunt, bắt thỏ. Chúng ta sẽ đến với trò bên này luôn. Trò En Hunt. Cái này là lại là bắt trứng à? Nhặt chắc là nhặt trứng. Ok, chúng ta sẽ đến với trò chơi nhặt trứng này. Ở đây thì có tiếng mình sẽ tắt cái này đi, sợ nhạc nó linh tinh ấy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Start game. Đi. Có giỏi chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ có xem nào. Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay đó là đi nhặt thật là nhiều trứng các bạn. Nhặt thật là nhiều trứng, sau đó thì sẽ quay trở về chỗ con thỏ vàng kia đứng để có thể là trả những cái quả trứng, nhưng mà phải nhặt đầy nhá bạn nhá. À đây rồi. Đó, quay trở về và trả lại thỏ. Đó, sau khi trả xong mình sẽ nhận được tùy những cái hiệu ứng, ví dụ vừa lấy như là bonus thêm 5 speed kìa. Chạy nhanh hơn kìa. Đâu rồi. Chúng ta sẽ có chắc là 3 phút. Pixel chưa tìm được quả nào à? Được rồi, đây 5 speed đây. Ôi đi xa thế. Ôi mình vừa nói à đây. Mình vừa nói Pixel xong về đến lần mình chưa tìm được. À đây rồi. Rồi, về thôi. Run. Kiểu như là càng ngày tỷ lệ à? Đúng rồi, tỷ lệ trứng càng ít đi thì thế nên là rồi chúng ta phải đi ra xa hơn. Ui, quay đúng vào chỗ nút nhặt rồi, đen quá. Xong đen. Yes, mình sẽ nhặt xa một xíu vậy, chấp nhận nhặt xa vậy. Rồi, có vẻ là phần chơi này nghe rằng là ngang kèo nhá. Wow, phải nhiều trứng thế. Nhanh. Wow. Ngang kèo thế nhở? Ngang kèo ta. Ấy. Rồi, 10. Không sao. Rồi, bonus to speed kìa. Chạy nhanh. Dạ. Trời ơi. Trứng thì ngày càng ít mà đất chật thì người đông. Dạ. Mình sẽ bắt. Mình sẽ nhặt hết giỏ trứng này đi. Đó. Rồi. Hết quả thế. Rồi về thôi. Rồi 15 à. Chắc là này sẽ được 20 này. Ai ui. Sẽ nhặt xong bay ra bên này. Wow. 15 rồi. Có vẻ là căng thẳng nha. Yeah, nhanh. Ui, quả trứng ngay đây mà Pixel không biết luôn. Wow. Vui nha, Trời ơi, mấy quả trứng của tôi đâu. À đây, ui. Cái này một ổ trứng luôn này. Rồi về, nhanh. Chúng ta còn 40 giây nữa thôi. Mình phải cách biệt cái tỷ số này. Yes. Trời ơi, cách tỷ số 5 điểm rồi, 5 điểm rồi. Rồi, 5 tiếp, 25 tiếp. Yes. Mình chắc còn một lần nữa. Mình không, nếu mà mình không nhanh không nhanh chân nhanh tay là sẽ lần này sẽ Pixel sẽ dẫn hòa đấy. Cái gì đây? Quả trứng nào cả. Những giây cuối cùng hãy mang trứng về luôn. Ok, hãy mang những cái quả trứng này về luôn. Mình sẽ mang về luôn. Nhanh. 7, 6, 5,
Nhanh 3, 2, 1 No. Trời ơi, mình được 30. Yes. Đó, các bạn thấy chưa? Lại làm mình win với tỷ số đó là 30 điểm. Hay quá ta. Đây. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ sang phần chơi Chicken John. Đó, các bạn thấy không? Thấy cái đường vẽ này không? Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chơi kiểu như là chơi trò con rắn ấy. Đó, chúng ta sẽ đi lách qua những cái vật phẩm mà tuyệt đối là không được đâm vào mấy cái đống rơm đâu nha. Nhưng mà đây, chúng ta sẽ vào chơi để cho bạn biết luôn. Đâu nhỉ? Mình sẽ xem có cái chuỗi cài đặt ở đây không. Snap Speed này. Ok. Rồi. Đây, vào đây chúng ta chơi luôn. Chơi luôn nha. Bắt đầu. Rồi, hiện tại thì mình đang ở một cái nơi mà đó, gridding này, đang tạo map này. Ready, go. Rồi, đấy, mình phải đi né ra mấy cái, ui, đi né mấy cái cọng rơm này ra, mấy cái đống rơm này ra, để có thể là, ấy, để có thể là không bị chết. Và cũng như là né cả pixel ra, không được đâm vào pixel. Chứ đâm vào pixel là, ui, yeah, bị chết ngay. Ui, ui, xin chết. Ui, đâm tự đâm vào mình. Đó, cũng như là không được đâm vào mình đâu nhá. Mình phải lên, à kìa, kia ở trên kia có vật phẩm tăng tốc độ kìa, mình sẽ lên ăn. Ấy, ấy, yeah. Trò này mình cảm giác là mình chơi hơi bị tù. Ôi, ấy, ôi, ôi mày quá. Không đâm vào. Yeah, né. Rồi, đấy các bạn thấy không? Up. Rồi, lên kia ăn cái kia là. Cũng như không được đâm vào tường đâu. Rồi, lên. Wow, bay lên cao đấy. Wow, pixel này, xin chào. Wow. né. Wow, trời xin chết kìa. Rồi, mình sẽ phải né cái đường đi của pixel ra. Càng ngày tốc độ càng nhanh rồi, thế nên là chúng ta phải di chuyển thật là chuẩn xác. Ui. Ôi, nhanh vậy. Ui, càng ngày càng nhanh các bạn ơi. Yes. Trời ơi, hình như mình đạt đến tốc độ speed max level rồi. Wow. Trời ơi, ui, no, ui, hết hồn. Wow, pixel chết rồi, 200 điểm. Pixel đã đâm vào tường và chết. Rồi, mình có cái game này ấy, thì kiểu như ai sống dai hơn thì vẫn được tiếp tục mà. Rồi, nhưng mà không sao, mình cứ lượn lờ một tí là, đó. Mình win và với con số điểm đó là 227 điểm. Trời lại áp đảo tuyệt đối pixel rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào back to lobby đi. Vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra mini game tiếp. Rồi, pixel rồi. Back to lobby này. Đó, sau khi kết thúc 3 mini game ngày hôm nay thì đã chiến thắng rồi. Nói chung coi như là nếu mà đúng như cái luật chơi thì mình đã chiến thắng rồi. Nhưng mà vẫn còn 2 mini game mới mà mình chưa chơi cho bạn xem. Thì bây giờ là phải chơi cho bạn biết rằng là ở trong cái này có những phần chơi gì chứ. Tiếp đến là phần chơi cái này là Angry. Đúng rồi, trò chơi tô trứng. Đấy, và chơi ra sao thì mình sẽ vào nói sau nhá. Go. Rồi, chúng ta sẽ chơi đi. Ra đây chơi luôn. Ngay vào luôn. Đi sao rồi. Đây. Rồi. Welcome. Đấy, nó đang chào các bạn từ từ nhá. Tí nữa ấy, thì đây ở đây các bạn trên màn hình đã thấy hai quả trứng này, nhưng mà tí nữa có một quả trứng là màu trắng, một quả trứng có màu. Nhiệm vụ của mình đó là tô cái quả trứng màu trắng này giống với quả trứng màu bên này. Đấy, bằng cách là sẽ có đây round đấu có 3 đây các bạn thấy không? Thắng 2 round đấu là chiến thắng. Mình cũng cố gắng gọi là knock out luôn pixel đi. Knock out luôn. Rồi, chúng ta đang chuẩn bị kìa. Đấy, chúng ta đã có màu rồi và chúng ta sẽ bắt đầu tô. Rồi, ok, chúng ta sẽ trước tiên là mình sẽ tô hết màu xanh trước nhá. Hết màu xanh ở bên mặt bên này trước. Sau đó thì chúng ta sẽ có màu cái này là phải tập trung ghê lắm này. Không được lơ là. Rồi, màu vàng bên này. Yes, màu xanh bên này. Đấy. Sau khi tô xong, ôi, cái này là chắc là mình nghĩ là mình nên tô hết màu xanh đi xong rồi tí nữa đi chấm sau. Yes. Đúng rồi, mình nhìn thấy quả trứng kia toàn màu xanh kìa. Bạn thấy chưa? Ôi trời ơi, không ổn rồi. Có điều gì đó sai rồi các bạn ơi. Trời ơi, hết màu ạ. Trời ơi, game này hay đấy. Còn hết màu, rồi ok. Trời ơi, cái quả trứng này to như thế này chúng ta có thể làm thế nào không? How to? Chúng ta có thể pha màu được không? No, không pha màu được. Màu xanh với màu trắng là không pha màu được. Rồi luôn, thế chúng ta chắc có lẽ là phải tô kiểu phá cách. 30 giây cuối cùng kìa. Thôi không sao, mình cứ tô đi nhờ. Sai đúng thì tính sau đi. Rồi, chúng ta sẽ có màu vàng ở ngay bên cạnh bên này.
màu xanh ở bên trên. Rồi. Màu màu vàng ở dưới này này. Đó, màu xanh ở ngay bên cạnh. Yes. Rồi mình tô đúng hay sai thì tính sau đi. Màu xanh bên này. Màu vàng. Yeah. Rồi màu xanh dưới này. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Trời ơi, mình 31 điểm kìa. Và pixel là 21 điểm. Ở đấy các bạn thấy không? Cái này là theo ấy, theo nó khắc cái này là có người chấm, thế nên là không phải là cứ tô đúng hay là tô sai là không được điểm đâu. Mà nó các bạn sẽ tô với tỷ lệ là chuẩn xác là bao nhiêu nó sẽ chấm điểm như thế. Rồi chúng ta đến round đấu tiếp theo. Round đấu này có vẻ là đơn giản hơn bởi vì là mình thấy là nhiều màu ấy. Oh, cái này là màu trắng, mình không phải tô. Yes. Đúng rồi. Màu trắng là mình không phải tô mà. Nên là cần gì tô đâu. Đúng chưa? Đúng chưa? Có vẻ là round này dễ. Oh, màu vàng này. Đấy, màu vàng. Núp ơi, có màu trắng đây. Hay là phải tô nhỉ? Nhưng mà rõ ràng tô vào làm gì nó có hiện cái màu gì đâu ta. 60 giây cuối này. Rồi mình xem bên này. Bên này chắc là hai cái màu vàng. Phải không? Phải không? Ờ đúng rồi. Hai cái màu vàng. Còn lại màu trắng hết. Ờ, vàng bên này nữa này. Trắng. Rồi ok, trên này là màu đỏ đây. Đó, màu cam ở đây. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ mình thử tô màu trắng. Rõ ràng là màu trắng là ở đây các bạn thấy không? Màu trắng cái này nó tô sẵn rồi mà. Rồi ôi, chúng ta tô. Đó bạn thấy không? Lần đầu tiên trong trong series của mình là có cả thể loại tô màu. Bé tập tô nhá. À, ngày hôm nay là núp đi tập tô. Yes, 10 giây cuối cùng hình như là mình hoàn thành rồi các bạn. Nhưng mà để xem rằng là mình sẽ được điểm tối đa không. Bởi vì mình cảm thấy rằng mình đang tô đúng với cái màu mà nó quy định mà. Wow, trời ơi, sát nhau kìa. Mình 77 điểm núp, núp 77 điểm mà Pixel 67 điểm. Rồi chúng ta sẽ đến với round đấu thứ 3. Round cuối cùng đấy. Chúng ta phải lần này phải tô thật là chuẩn. Chuẩn như Lê Duẩn nhá. chuẩn như Lê Duẩn. Chuẩn bị này. Yes. Chúng ta màu xanh. Đó, lại là màu xanh tiếp. Rồi màu xanh này. Màu xanh đây này. Màu tím mà nó à đâu. Màu xanh này nó kẻ sang bên này. Đấy. Bạn thấy không? Chuẩn xác chưa? Đã thấy chuẩn chưa? À đâu. Màu trên trời ơi, quả trứng này có vẻ là khó ta. Quả trứng này nó sẽ theo cái kiểu này. Mình sẽ tô hết màu xanh trước nhá. Nó sẽ theo cái kiểu này. Mình biết mà. Đây nó lại đi chéo xuống này. Chuẩn. Rồi bây giờ tiếp đến là tất cả là màu xanh lá này. Mình cứ tô hết màu xanh lá trước đã. Bởi vì là trời quên mất. Bởi vì là nếu kể cả các bạn tô sai màu nhưng mà tô đúng đi. Mấy cái này chủ yếu là toàn màu xanh mà. Đúng các bạn thấy không? Mải nói. Thực ra cái việc mải nói mà sau đó mình đi tô màu ấy rất là khó đấy. Rồi mình cứ tô ở đây đã. Cho dù sai màu nào nhưng mà tỷ lệ màu xanh vẫn là nhiều hơn. Cho dù hết thời gian mình mong rằng là mình vẫn chiến thắng. Mình là xanh lá. Trời ơi, à đây bây giờ đến lượt trên này nhá. Trên này là hai bên này này. Đó, bên này này. Xuống đây này. Chuẩn chưa? Rồi những cái màu cuối cùng. Wow, mình được 115 điểm. Cộng điểm liền. Rồi. Đó các bạn ạ. Mini game mình lại chiến thắng rồi. I'm win. Rồi, đấy chưa? Noob Team Gaming là cái gì đấy? Bet tô trứng. Bet tô trứng. À tiếp đến là còn mini game cuối cùng, cái phần chơi cuối cùng ở trong mini game ngày hôm nay đó là đâu nhỉ? Cái mini game này nó sẽ đòi hỏi người chơi đây, chúng ta sẽ go to the lobby game. Mini game cuối cùng. Cái này sẽ đòi hỏi người chơi đó là có trình độ nói chung là có hiểu biết về những cái vật dụng ở trong game Minecraft. Thực sự là nó không liên quan gì đến mấy cái quả trứng vừa rồi mà nó phải đòi hỏi sự hiểu biết và hiểu biết nói chung là khá đấy. Chúng ta sẽ có mấy yêu cầu đây, repair này, mình sẽ đặt tầm 3 yêu cầu thôi, không cần nhiều. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Được chưa Pixel ơi? Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Đó các bạn thấy không? Đầu tiên đó là chế tạo bánh mì.
Yes. Ồ, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, bánh mì sẽ cần cái gì đây ta? Mình sẽ đi tìm mà. À đây, để ra đây lấy vật liệu nha. Trước tiên chúng ta sẽ cần lúa. Lúa. No. Sao Pixel lại chạy nhanh vậy? Rồi, ơi. Đây rồi. Rồi, mình đã đủ 3 lúa. Về luôn. Bánh mì là cần 3 lúa thôi. Đó, bạn thấy không? 5 phút rồi. 5 phút mới 3 yêu cầu là đơn giản mà. Đó, chúng ta sẽ chế cần bánh mì. Yes. Giá để ráp, bây giờ mình sẽ cần đến giá để ráp. Giá để ráp hình như chắc là cần gỗ phải không ta? Rồi, mình sẽ ra đây nhanh, come on. Trời, à, cái gỗ này chặt được không? Rồi, ok, mình sẽ chặt gỗ đi. Thời gian rồi, không kịp đâu. Được mà, trời ơi, có mấy chục giây này. Được hết. Yes, đấy các bạn thấy không? Mình thì gà mờ, thế nên là cũng cái mini game này mình cũng không dám chắc là mình sẽ thắng được gì cả. Rồi, cứ... đâu nhá. Rồi, luôn, ấy. Khả năng cái thời gian nung rất là nhanh. Piu. Rồi, ok, mình đã được xong cái phiến đá rồi. Đó, chỉ cái này là xong rồi. Đó. Ok thì cuối cùng thì chúng ta đã chơi xong 5 cái phần chơi ở trong cái mini game ngày hôm nay. Rất là vui nhộn, thú vị và đầy kịch tính và đầy khó khăn ở cái mini game cuối cùng. Thực sự rằng là mình thì nói chung là chơi nhiều thật đấy, nhưng mà mấy cái về chế tạo ấy rất là gà, thế nên là thôi. Mini game đấy thì cũng không hy vọng gì thắng cả. Ok thì nếu các bạn yêu thích cái trò chơi này, yêu thích cái mini game này và muốn mình làm cũng như là tìm các mini game mới thì đừng quên để lại một like cũng như là đăng ký kênh của Pixel Gamer và đăng ký kênh của mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.